tác hại của bụi mịn ra sao, đã có nhiều bài báo nói rõ các nguy cơ tiềm ẩn nó gây ra cho hệ hô hấp, ăn tim mạch. Người già, anh trẻ con là hai đối tượng người dùng bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là trẻ con. Nhưng không chỉ có vậy, bụi mịn với kích thước siêu nhỏ của chính nó còn gây hại đến tận tế bào, ảnh hưởng đến bào thai từ lúc chưa tượng hình cho đến tận sau khoảng thời gian sinh. Trẻ em dễ bị ảnh hưởng vì bụi mịn nhiều hơn nữa người lớn. Lý do là vì trẻ con thở liều không gian cao hơn người lớn, ăn thở nhanh hơn, có tốc độ chuyển hóa cao hơn, nên lượng không gian thở bên trên khối lượng của chúng cao hơn người lớn. Phổi trẻ con chưa cải cách và phát triển hoàn thiện. Khi sinh ra, chúng chỉ mới kết thúc phần thô, còn phần nội thất tới 6 tuổi mới hoàn chỉnh, nên có nguy cơ tiềm ẩn chịu ảnh hưởng ở phế nang cao hơn, ăn bụi mịn, ăn đông máu cao hơn. Cụ thể, não trẻ con vẫn đang cải cách và phát triển cho đến 2 tuổi, hàng rào máu não không kiên cố bằng người lớn nên bụi mịn dễ xâm nhập. Hệ thống miễn dịch trẻ con cũng còn đang cải cách và phát triển. Trẻ em lại thấp bé thêm hơn người lớn, mà lượng bụi mịn lại đọng ở vùng thấp nhiều hơn nữa. Ống lô xe cổ thải khói nằm ngay tầm mũi của trẻ. Người ta điều tra thấy ở cùng một nơi, trẻ con hít nhiều bụi mịn hơn người lớn 30%. Trẻ em cũng chơi ngoài trời nhiều hơn nữa, nên nếu không gian ô nhiễm thì chúng hít phải nhiều hơn nữa người lớn. Tác hại ngay từ bào thai. Ngoài các mối đe dọa như với người lớn, trẻ con còn chịu thêm các mối đe dọa trầm trọng ăn lâu dài ra hơn khắp cơ thể lớn. Vì bụi mịn hoàn toàn có thể ăn đâu trong máu nên ảnh hưởng này bắt đầu trước khi tượng hình, khi còn là bào thai, ăn liên tục cho đến sau khoảng thời gian sinh. Bụi mịn có mối liên hệ trực tiếp với mật độ tử trận ở trẻ con bên dưới 5 tuổi do bệnh hô hấp, axit đột tử ở trẻ con. Tăng nguy cơ tiềm ẩn sinh non, sinh nhẹ cân, chậm cải cách và phát triển trong tử cung, gây bệnh đầu nhỏ, chiều cao thấp ở trẻ sơ sinh. Ô nhiễm không gian với coagulone làm tăng mật độ tim bẩm sinh, ăn các bất thường về mạch máu. Tác hại của bụi mịn đến các phần tử bên trên khung hình. Ô nhiễm không gian hoàn toàn có thể làm suy giảm công dụng hệ miễn dịch trẻ con, tăng nguy cơ tiềm ẩn thiếu vitamin D, ăn bệnh còi xương do không giao tiếp với tiêu ơ. Ảnh hưởng xấu đến cải cách và phát triển về thần kinh, công dụng vận động, bản lĩnh nhận thức của trẻ con. Tiếp xúc với không gian ô nhiễm một trong những năm đầu đời làm tăng nguy cơ tiềm ẩn tự kỷ ở trẻ. Tiếp xúc với các chất độc trong bụi mịn như ba, nitrate, ozone, kim loại, thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ tiềm ẩn rối loạn tự kỷ thông qua đột biến gene. Một nghiên cứu và phân tích năm 2011 cho biết thêm mật độ trẻ tự kỷ cao gấp đôi ở các gia đình sống gần đường cao tốc bên dưới 309 m. Tháng 10 năm 2018, ORA khuyến cáo rằng hiện giờ 90% trẻ con đang thở không gian ô nhiễm mỗi ngày, đặc biệt là ở các nước nghèo đang cải cách và phát triển. Đến đây bạn cũng có thể thấy mối đe dọa của ô nhiễm không gian lên con người, đặc biệt là trẻ con, là một trong ảnh hưởng toàn diện tới tận nang ăn lâu dài. Việt Nam không phải là nước bị ô nhiễm hàng đầu, tuy nhiên với chính sách hy sinh môi trường thiên nhiên để cải cách và phát triển kinh tế tài chính thì ô nhiễm không gian sẽ càng ngày càng trầm trọng hơn. Bài viết này không hẳn để khiến mọi cá nhân hoảng loạn mà muốn chúng ta cùng nhìn rõ nguy cơ tiềm ẩn của tương lai. Giàu có hơn mà bị đầu độc từng giây từng phút, con cái chúng ta càng ngày càng đần độn hơn, nhiều bạn phải chết sớm hơn, cái giá phải trả có đáng không? Tham khảo. Đi. Vohintobic Asian Evolution Index. In Evolution and Binhin Impact N. E3. Evolution Particulate Master Basis. O. In the Room Data 29 tháng 10 năm 2018 More đang 90 OTQ%, E2%, 80%, 99 sợ chinh ren ri detoxic e e ri dây. Kinh xe direct. Côn trên dây kinh xe a tích le bi 14765131630 29. Bị. Vô a tích le 278474. Bị. Vô bớt mét 17365590.
Đi. Vô bớt mét 17.951.105. Bị. Đi. Vô bớt mét 31.534.295. Bị. Đi. Vô a tích lét chai 528.642. U nèm di rôn men. U nè anh to rít bút bút giao anh ôm e bô lưu sơn ác phết mốt dân nè ra bồ. Đợt vụ Adian, con em di rô men 2016 út 31 chi 300 mi lôn chinh ren li ye in harit quy est me e bô lưu sơn data re dinh.